Sốt đất sẽ xảy ra trong thời gian tới khi luật bất động sản có hiệu lực. Ba cái bộ luật lớn mà liên quan đến thị trường bất động sản như là luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật đất đai chính thức có hiệu lực trong cái thời gian sắp tới. Vậy thì chắc chắn sẽ có những cái tác động tích cực tới thị trường bất động sản. Thứ nhất, luật đất đai 2024 thì có quy định là tăng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với những cái bất động sản mà bỏ trống không đưa đất vào để mà sử dụng hoặc là chậm tiến độ. Như vậy thì một cái lượng cung các cái sản phẩm bất động sản chất lượng sẽ có mặt ở trên thị trường bất động sản. Thứ hai, luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản khi mà điều chỉnh đều điều hướng tới cái việc bảo vệ quyền lợi của người dân. Ví dụ như là chủ đầu tư dự án bất động sản là chỉ được thu tiền cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua nhà ở. Luật nhà ở sửa đổi thì các chủ đầu tư phải cần có năng lực, có tài chính để mà hoàn thiện về pháp lý, triển khai dự án và đảm bảo những cái quyền lợi cho người mua khỏi những cái rủi ro hay là những cái tình trạng như là huy động vốn trước đây, hợp đồng góp vốn, sau đó thì có tình trạng là người dân phải khổ cực để mà đi đòi sách đòi sổ nha cả nhà. Thứ ba, luật đất đai 2024 bỏ khung giá đất và thay bằng cái bảng giá đất. Bảng giá này thì được xây dựng hàng năm và tiệm cận sát với giá thị trường, từ đó thì giúp cho giá bất động sản đều có khả năng là điều chỉnh theo xu hướng là tăng. Tuy nhiên, Kim Thanh Tài khẳng định rằng thị trường bất động sản thì cần thời gian từ 6 tháng đến 1 năm để thẩm thấu các cái quy định mới. Tuy nhiên nó sẽ tăng trưởng một cách từ từ chứ không có sốt nóng như trước đây đâu các bạn nhé.